Mình đang ở trong hang Phong, có cái dòng sông đi xuyên qua cái hang động. Đi xuyên qua hang động, đó, bên kia là cái cửa hang nữa. Cái này là ở trong hang. Ở đây là hồ Ba Bể, Bắc Cạn, Việt Nam. Này trong hang động. Cái này không biết là người dân đã đốt hay là hồi xưa có người ở. Này là ở trên trần của cái hang động này. Có những thạch nhũ trên trần nhà, trên trần hang động. Mùa này ít du khách nên ở trong hang động này rất là yên tĩnh, không có người. Thứ nhất là mới mở cửa cho du lịch lại. Thứ nhì nữa đó là mùa này là học sinh cũng đi học lại rồi. Mà người ngoại quốc thì cũng chưa có vô Việt Nam nhiều lắm. Thành ra ngành du lịch Việt Nam mình cũng mới bắt đầu thôi. Chứ nếu không mà tới cái mùa người ta vô đây nhiều chắc tiếng nói nó ồn ào luôn ha. Chứ người ta nhiều lắm đó. Đó, cái đó là cái cửa hang đó. Mình đi thuyền từ ở ngoài dòng sông đi vô trong cái hang động này, tại nó có cái con đường xuyên dòng sông xuyên qua cái hang luôn. Có cái động không nhau ha, không nhau đi rồi thì cái đó là cũng có cảm giác đó. Đi từ đây làm à? Còn